Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Cùng lên đi. Bảy con rồng cùng tấn công boss, phải không? Nhưng mà giá trị sát thương không cao, xem ra sức phòng ngự của Hắc Ám Long Vương rất là khủng bố. Hắc Ám Long Vương bị đóng băng rồi, nắm bắt thời cơ chúng ta lên. Được. Miễn dịch ma pháp. Cái gì? Boss lại có thể miễn dịch ma pháp? Các cậu mau nhìn xem. Yếu rồi. Sao trong chốc lát lại xuất hiện nhiều dòng như vậy? Là boss triệu hoán làm sao đây? Bảy con cự long của La Sát huynh đệ đã bị vây đánh rồi, phải nghĩ cách thôi. Nếu đã như vậy. Là lúc để ngươi ra trận rồi, Tiểu Hề ra đây đi. Các bạn nhỏ đã lâu không gặp, ta nhớ các người chết đi được. Vãi, tôi không nhìn nhầm đó chứ, đó là boss Tiểu Hề ở trong tử vực, ở đây. Trong video lần trước không phải là bị người ta giết rồi hay sao? Sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Nhìn bên kia, là La Sát Đại Thần, anh ta có thể triệu hoán boss. Tiểu Hề nhất định là do anh ta triệu hoán mà ra. La Sát là ánh sáng giữa mùa hè, thần tượng của tôi, Hắc Ám Long Vương chết chắc. Đừng vui mừng quá sớm, Hắc Ám Long Vương cũng không phải là ăn chay. Chúng ta vẫn là yên tĩnh quan sát trận chiến đi. Các người anh em, hôm nay tôi rất may mắn được gặp La Sát Đại Thần. Bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem một buổi phát sóng trực tiếp tuyệt vời. Hãy cùng xem Đại Thần làm thế nào mà chiến thắng Hắc Ám Long Vương. Các bạn nhỏ, ta đến chơi cùng với các ngươi nhé. Không hay rồi, boss sắp tấn công. Tiểu Điểu, thời gian miễn dịch của boss sắp hết rồi, mau áp chế nó. Biết rồi, tôi đang nhìn nó đây. Trọng lực áp chế. Long Vương,
nhân lúc này chúng ta tập trung hỏa lực vào boss. Được. Tiểu Hề, tốc chiến tốc thắng, mau giải quyết những con hắc long kia đi. Tuân mệnh, chủ nhân của ta. Hộp kinh dị. Bom kịch độc. Miễn dịch ma pháp. Không hay rồi, boss muốn chạy. Mẹ kiếp, nó chỉ còn lại lửa máu. Chúng ta đánh thêm một nát nữa chắc chắn là có thể đánh chết nó. Nhưng mà bây giờ nó bay lên trời, chúng ta không thể nào đánh được. Không đúng, nó không phải chạy trốn. Mau trốn đi. Cẩn thận, là kỹ năng hỏa diễm long tức của Hắc Ám Long Vương. Đám lửa chết tiệt, thiêu hỏng bộ quần áo mới của ta. Không thể nào để Tiểu Hà cũng chết được. Mọi người cẩn thận, boss lại đến rồi. Trốn mau, là băng đăng, là băng đông long tức. Băng đông long tức. La Sát huynh đệ, phải nghĩ ra cách thôi, chúng ta sắp cạn kiệt sức lực. Xong rồi, Tiểu Hà bị đóng băng rồi. Lạnh quá, lạnh quá. Đông chết ta rồi. Tiểu công chúa, giúp xua tan trạng thái của Tiểu Hà. Được. Không ổn, boss lại xông đến đây rồi. Được rồi, lần này nó phun Hắc Ám Long Tức, giá trị sát thương còn cao hơn so với Hỏa Diễm Long Tức và Băng Đông Long Tức. Hắc Ám Long Tức. Tránh không được rồi, phạm vi tấn công của Long Tức hầu như là bao phủ toàn bộ. Phải làm sao đây, mẹ nào chỉ có thể chờ chết. Tránh thì không tránh được, mẹ nào chỉ có thể chờ chết. Không được, nhất định là có cách. Mặc dù không nắm chắc 10 phần, nhưng chỉ có thể dốc hết sức lực thử một lần.